Mến chào cả nhà, hôm nay chúng ta trở lại xem tiến độ nút giao thông An Phú. Mình thấy nhà thầu đã thi công đến nút dầm thứ hai và đã phát quang thêm các vị trí mới để chuẩn bị cho việc thi công kế tiếp. Sẵn đây mình xem luôn tình hình giao thông đường song hành cao tốc vừa mới đưa vào khai thác. Cuối clip là cập nhật cầu Dòng Cố cũng thuộc dự án nút giao thông An Phú này. Nói thành phố hiện nay như một đại công trường cũng không hề quá, bởi trên khắp thành phố, rất nhiều dự án giao thông đang được đồng loạt triển khai. Ở hướng phía đông, dự án nút giao An Phú khởi công từ đầu năm 2023 đến nay tiến độ đã được hơn 30% với 4 gói thầu xây dựng. Trực tiếp chỉ huy thi công hầm chui số 2 của gói thầu XL6, ông Hà Đông Bắc, chỉ huy trưởng nhà thầu Hải Đăng cho biết, mỗi ngày công trình có khoảng 50 công nhân làm việc xuyên suốt. Hơn 50 mét đường dẫn vào hầm đã thành hình, hai bên đường dẫn đang được xây vách tường. Hầm chui này sẽ kết nối đường dẫn cao tốc Long Thành - Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ hướng đi hầm vượt sông Sài Gòn. Hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống với chiều dài gần 1 km. Trong khi đó, hạng mục cầu Bà Giạt hướng từ cao tốc Long Thành đổ về đường Mai Chí Thọ hiện đã thi công xong phần cọc mố. Ở hướng đường Mai Chí Thọ, hạng mục hầm cũng đã thi công cọc khoan nhồi ở giữa. Sở Giao thông Vận tải đã cấp phép nới hàng rào ra thêm nửa làn xe để nhà thầu thi công các cọc hai bên. Theo chủ đầu tư dự án, tháng 10 tới sẽ tổ chức đấu thầu thêm 4 gói thầu của bước 2 để bám kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nút giao An Phú có tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Đây là nơi kết nối cao tốc Long Thành - Dầu Dây với các tuyến đường Mai Chí Thọ, Lương Định của Nguyễn Thị Định. Với hàng nghìn lượt xe ra vào cảng Cát Lái mỗi ngày, cộng với xe từ cao tốc đổ xuống, nút giao này luôn là điểm ùn tắc dịp lễ Tết, có khi ùn tắc kéo dài hơn 4 km,
mất gần cả tiếng đồng hồ mới đi qua được. Khi hoàn thành, nút giao có 3 tầng gồm hầm, cầu vượt. Trong đó, phần đường từ 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy 2 chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe.